Sự thật khi biết chủ quán là tên Koro Evos, kẻ đã thao túng tất cả mọi thứ khiến Sento hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta cần Mikasa, người duy nhất có khả năng thanh lọc những Bottle, thật lòng muốn thanh lọc chúng nên đã tạo dựng nên vở kịch anh hùng cùng với Sento. Tất cả mọi chuyện đã được hé lộ. Sento hiện tại tâm trạng của anh ấy quá suy sụp nên Crosshead đành phải tham chiến với Evos. Evos áp đảo hoàn toàn Crosshead cho đến khi Bill đưa ra chiếc bottle đặc biệt giúp nâng cấp anh chuyển hóa thành form nâng cấp đầu tiên. Không còn động lực nào để chiến đấu, nhưng Sento nhận ra bản thân mình là ai và cần phải bảo vệ những người quan trọng của mình. Kamen Rider Bill Sparkling được trích xuất từ sức mạnh của Panda Pop. Hình dạng của chiếc bottle Sparkling là hòa trộn lại của Rabbit and Tank, trộn chúng lại để tạo thành một chiếc bottle khổng lồ. Không có bất kỳ biểu tượng nào, chỉ có gương mặt của Bill Sparkling trên phần đại diện của chiếc bottle khổng lồ. Kích hoạt nó, anh mở lon soda, những bọt khí ga văng tung tóe. Tạo hình của Bill Sparkling cũng điểm tô bằng những đường viền trắng, tạo nên những luồng điện giống với hiện tượng sủi bọt. Khả năng và sức mạnh của Bill Sparkling chỉ đơn giản là mạnh hơn và nhanh hơn hình dạng Bill cơ bản vô cùng nhiều. Với những tia điện thể hiện trên cơ thể của anh ấy cũng phần nào nổi lên tốc độ kinh hoàng của Bill Sparkling lúc vừa debut. Đối mặt với Evos, anh ấy dễ dàng đánh bại cả hai con rắn do hắn ta tạo ra bằng sức mạnh cơ bản và ném bật chúng lên khỏi tòa nhà, phá hủy hoàn toàn kiến trúc tại nơi giao chiến. Sức mạnh này khiến Evos lúc đó cũng phải hết sức kinh hãi. Đoạn kết thúc của Bill Sparkling là Sparkling Finish. Bill cũng nhảy lên bầu trời. Thay vì một biểu đồ vật lý, nó tạo ra hai lỗ hổng năng lượng kết nối với nhau như một chiếc phễu hai đầu. Bill nhanh chóng lao vào chiếc phễu này để tạo nên lực nén khổng lồ, tăng sức mạnh của anh về hướng còn lại, ra một đòn Rider Kick giáng vào người của tên Evos với toàn bộ những bong bóng khí đại diện Sparkling ở khắp chiến trường.